Và sau đây thì chúng ta đến với nội dung kéo co đồng đội. Đây, tôi đang quay cho mọi người nhìn thấy là đây là ở trung đoàn, sân bóng đá của trung đoàn 87 nhé. À, sẽ diễn ra các trận kéo co đầy hấp dẫn và kịch tính. Ai bảo thay em được, em thì yếu quá. Dạ. Thay thì nó không đủ. Chúc quý vị là đội Hoàng Su Phi trong trang phục áo đỏ, quần đỏ, giày trắng. Thất thì đủ các loại màu. Năm của Nam này, hề, chúng ăn nớ đông. Đội Vị Xuyên. Vị Xuyên hôm nay mưa huy chương. Chắc là đuổi vượt qua Quang Bình rồi đấy. Thành phố thì không vượt được, thành phố bây giờ hôm qua nó đã 28. Chúng ta cùng đến với đội nào đây? Đội nào đây? Đội Đồng Văn. Đồng Văn. Đồng Văn sao ít người thế nhỉ? Đồng Văn đang xếp thứ 10 trên bảng tổng sắp, đứng trên 9 bàn. Đã. À, chị. Đây, trưởng đoàn. Đội huyện nào nhỉ? Anh nhỉ? Chị nhỉ? Chị là đoàn nào nhỉ? Đoàn Bắc Quang. Bắc Quang hiện tại thì tính đến ngày hôm qua thì đang đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp. Đây là đoàn Quản Bạ vừa đánh tuột mất huy chương vàng ở nội dung nữ thị tâm, khá tiếc. Chỗ một nhịp ông bầu trưởng đoàn. Đây là thầy Hồng, một loại hồng cũng rất nổi tiếng ở Nghĩa Thuận, nhưng mà có hẳn nên anh lại có hẳn sao như vậy. Đoàn Quản Bạ thì hiện tại đang đứng ở xếp vị trí thứ 6, thứ 7 trên bảng tổng sắp tính đến ngày 30, ngày thi đấu hết ngày 30. Chị là bị chậm một nhịp. Toàn bị chậm một nhịp. Đoàn thành phố đang là đứng đầu trên bảng tổng sắp. À, thành phố cổ động viên. Chị thấy thế nào? Được tham dự cái đại hội thể thao sau nhiều năm vắng bóng vì Covid. Rất là tuyệt vời luôn. Phong trào thể thao của tỉnh. Yeah. Chị có là người yêu thể thao không? Ui, tôi yêu thể thao chứ. Ngày nào tôi cũng phải tập thể thao. Thế bóng đá nam thì có bao nhiêu cầu thủ đá trên sân mỗi đội? Tôi yêu thể thao cho nên tôi mới có mặt ở đây. Đúng rồi. Đây là đang các con của trong giải thể dục thể thao chúng tôi. Thế đẩy gậy thì chị có thấy hay không? Sao lại không hay, môn nào cũng hay. Theo đề xuất của chị có nên là năm sau là nam đẩy với nữ không? Làm sao mà nam đẩy với nữ được, như thế là mình hợp tiền như thế. Tân tiền. Thì mình phải nên đẩy nam với nữ đẩy nhau chứ. Nam với nữ đẩy nhau mà cũng không cần phải trên tổng khoảng 8 mét vuông.
Cái đấy không cần phải đưa ra chỗ đông người rộng rãi. À đấy, đấy, chị đang liên tưởng đến cái gì vậy? À không, bởi vì là nó không cân sức thì thôi. À đấy, vâng, cảm ơn chị. Đông. Đoàn Bắc Mê. Đoàn Bắc Mê thì hiện tại đang đứng vị trí là số 5. Các đoàn chúng ta chuẩn bị. Cổ động viên rất nhiệt tình. À. Đấy. Vừa là vận động viên vừa là khán giả. Trận tiếp theo là Bình Xuyên và thành phố Hà Giang. Xin chào. Đây là đoàn thành phố đang là đứng đầu rồi trên bảng tổng sắp. Là thành phố chất lượng đấy. Năm nay. Anh đang quay ra quay Canada anh ạ, à. Canada. Ông Bầu đây là ông Bầu Thế Hưng, một người khá nổi tiếng của làng bóng phủ Hà Giang. Đây là cũng là một ông Bầu nhiệt tình. Và chúng ta đến với vũ điệu và nhảy lửa. Đây, nhảy lửa Quang Bình. Quang Bình hiện tại là đang đứng thứ nhì trên bảng tổng sắp huy chương tính đến ngày 30. Không biết thì ngày hôm nay thì có bị Vĩ Xuyên phá kỷ lục không? Những cô gái chàng trai vàng của Quang Bình. Vĩ Xuyên đứng thứ nhì. Hôm qua 20 huy chương. Bọn em thì được 18. Hôm nay em 20 nữa. À, những cánh chim lửa nổi tiếng với vũ điệu nhảy lửa. Sao nó không có cái điệu tức là nhảy lửa nhỉ? Nhảy lửa là các chị nhất luôn đấy nhỉ? Nhà chị nhỉ? Sao cũng mời về đấy nhảy. Chị có nhảy được lửa không? Dân tộc nhảy lửa ấy. Đấy. Chị ở Tân Bắc à? Tân Nam. Không, Quang Bình nhưng mà là ở chỗ nào? Yên Thành thì có nhảy lửa được đâu? Có nhảy lửa mà. Yên Thành Đồng Kiến. À đây à? Chị cũng là Bà Thèn à? Bà Thèn. À. Hôm qua về đây Yên Thành đây. À đây à? Người Bà Thèn mừng cơm mới đúng không? Chúc các chị sẽ các anh chị sẽ có huy chương trong cái loạt kéo co này nhá. Khỏe chứ? Nhiều lắm. Cố gắng nhá. Đây là trọng tài, ban trọng tài cấp quốc gia. Đồng chí Tuấn. Đồng chí Tuấn ạ. Bắc Mê. Đây, trước mắt quý vị và các bạn, đây là ruộng bậc thang Hoàng Su Phi mùa vàng.
đây nấc thang vàng, trạm vệ sinh được vào cực kỳ mạnh mẽ, mùa vàng. Đây trường đoàn, trường đoàn hôm qua em vừa chụp được một cái ảnh rất năm chiêu ở góc này trên TV. 500 anh em ở dưới đấy. Làm sao để vận chuyển 6.000 anh em về quê được? Bậc thang vàng. Đúng rồi. Nơi có nhiều chè và nhiều bậc thang vàng. Nhiều gái. Đấy. Gái đẹp. Nhất là những gái giao luôn. Gái giao anh ơi. Những cô gái vàng. Vừa giỏi cấy, vừa giỏi gặt, lại còn gặt cả huy chương. Nhiều cái. Đúng rồi. Đảm đang, 4 đảm đang, 5 đảm đang. À, trước mắt đấy là á quân của hạng cân trên 85 kg. Tiếc quá anh nhỉ, trượt chân đúng không? Anh Đồng là anh thi đấu nhiều rồi, anh phải đến 4 kỳ rồi nhỉ? Kỳ thứ 16 năm. Từ đại hội thứ 10 đấy em thấy. Thế mà chính xác là từ năm 2006 đấy, em đợt em đi phóng quay phóng sự em quay anh rồi mà lâu rồi. Bởi vì kỳ đại 3 kỳ đại hội trước, 2 kỳ đại hội đầu thì là lúc đấy là ở trung tâm sở tham tỉnh thì quay đánh cho thành phố. À. Anh là ở Đông Thành nhỉ? À? Đông Thành. Đấy đấy, Đông em nhớ mà. Đông Thành thì là trong cái những kỳ đại hội trước ấy thì tổng là 5 kỳ đại hội thì là 40 chương vàng. 40 chương mà. Lần này mới chịu lấy bạc thôi. Bạc. À, em kia nó là trẻ, 10 trẻ. Mới là 11 là nặng kia. Tập luyện thường xuyên. Đúng rồi, nó tập luyện thường xuyên đấy. Ừ. Nặng hơn mình 37 kg đấy. Đấy, 116. Anh là 8 ấy. Mình mới có gần 90. 90, 8 ấy. 89. 89, đồng chí em 116. Em hỏi rồi. Thôi, mình nhường cho lớp sau 4 à 4 kỳ ngự trị rồi còn gì nữa. Thôi cũng vui vẻ mà. Vâng, ok. Thể lực của mình cũng có ngày nào cũng như vậy. Cảm ơn anh nhé. Vâng, vâng. À, tiếp nhiên liệu. Đoàn Vị Xuyên đang tiếp nhiên liệu. Vị Xuyên là đang đứng thứ nhì. À, đứng thứ ba nhỉ? Đứng thứ ba, nhưng mà hôm nay là mưa vàng thế này, chắc là đang đứng thứ nhì rồi. Quên lấy vàng chứ. Có. Lấy vàng chứ. Có. Lấy vàng chứ. Phải lấy vàng chắc chứ. Vận động viên này thật là em nhiều vàng lắm đấy nhá. Nhiều vàng. Không cao rồi. À, anh nhất rồi lại bảo người ta vẫn thứ nhì. À, lên thứ nhì nhất rồi á? À? Chưa. Thành phố 28 mà. Lên 30 rồi. Lên 30 chưa? 30 rồi. Ba mươi. Muối là đốt. Hôm qua cháu xem là để gãy đấy đấy chúng gái người thứ ba ấy. Muối là đốt. Ba. Em là người tổng hợp mà sao lại không liên? Thì hôm nay nếu mà được 2, 3, 4 nội dung ở lên đấy. Hôm nay bọn anh thêm 12 cái. 12 cái. Hôm nay bọn anh thêm 12 cái. 12 cái thì bây giờ là canh là đã là 30. 30 lăn nữa 2 cái này nữa. Chúc mừng anh. Trưởng đoàn. Nếu mà anh được đúng 2 nội dung này anh về thật về thật. Về nhất. Con này. Cái giải với. Cần một cái kiểu co mà. Đúng không? Bảo dầu lông nách anh lông bông kiểu nhân lông chân. Kiểu co em nghĩ Quang Bình ăn đấy. Chưa biết thành phố đầu tư kiểu Hàng Thanh Tuấn. Đây. Được xa thì nhà bài gì? Đấy, mình bảo mình để ở chỗ đấy. Nhưng mà đó. Đó. Quên lấy vàng chứ anh. Để năm sau đó. Năm sau. Lấy đi. Năm sau cố gắng lấy. Lấy đi. Đâu chỉ mì đâu nhở. Trưởng đoàn đâu rồi. À. Vâng em chào chị. Đã bảo lúc nãy đang quay chị mì đi đó. Chào mỗi chị thôi. Đang quay. Đang quay. Để quay để lấy về. Anh Quỳnh nhờ nhá. Đi kéo cho Đồng Văn. Nhà báo Tuấn Quỳnh. Không, cái là chị cho em cái thẻ đó, nó em đeo vào em phải kéo. Thẻ
chăm sóc viên ở không nhìn, nhưng mà cái mặt của anh Quỳnh thì phổ thông rồi. Thôi nha, cố gắng nhé chị ơi, cố gắng nhé. Ủa, em phải hôn của chị nhé. Nhưng mà chọn, người ta phải chọn bự bự một tí mà toàn vận động viên. Chỉ có vị xuyên mà xuyên mà bự thôi. Thật đấy. Mình bé bé này gọi là toàn gọi là gà tre. Gà tre mignon. Người ta toàn gà trọi kia. À, xin chào quý vị và tất các bạn, sau đây thì chúng ta cùng đến với nội dung chéo co. Trận thi đấu đầu tiên sẽ là Bắc Mê gặp đội nào nhỉ? Bắc Mê với đội nào nhỉ? Bắc Mê và Bắc Quang. Hai bác gặp nhau, một ông là Quang, một ông là Mê. Chúng ta cùng xem đội hình giao quân nhé. Con Cân Hào, xem thẻ luôn đi Cân Hào. Mỗi một đội chúng ta chỉ được phép cử một huấn luyện viên và chỉ đạo. Huấn luyện viên còn vẫn on. On off. Tất cả tiếp nhận thông tin, chỉ có huấn luyện viên được quyền chỉ đạo và các vận động viên thi đấu trên sân. Kiểm tra rất kỹ lưỡng trước khi thi đấu để tránh nhầm. Vâng, thì xin mời các huấn luyện viên cho các vận động viên rời khỏi phòng vệ sinh, chúng ta ra hẳn ngoài sân cỏ đi. Trương Văn Làm. Triệu Văn Bình. Mời hai đội trưởng lên bốc thăm. Trước mặt quý vị và các bạn là đội hình của Bắc Quang. Quang. Và sau đây thì chúng ta đến với huấn luyện viên. Trọng tài đang cho hai đội trưởng làm thủ tục. Huấn luyện viên của Bắc Mê đi dép chúng tôi không đồng ý. Cử ra một chỉ đạo viên khác. Và huấn luyện viên của Bắc Mê chúng ta chỉ một người. Tất cả chúng ta nghe trong bài chính. Đây hai ô này thôi. Một ô nào? Không. Không phải 1 mét đâu. 1 mét 1 mét 2 thôi. Không được chân cái này. Thôi được rồi, cứ để hai vạch kia. Không được. Sai luật. Hai đội trưởng của hai đội chúng ta về. Các
kéo lần qua từ từ lấy phát từ thằng này thằng này chứ không phải lấy cái nơi này lấy đây không phải là chuyển dây sang để bây giờ vẫn còn chuyển dây sang không lấy phải chấp chấp nhận lấy lấy này lấy này lấy này lấy này có thể kéo xong một khung. Cho cái khung nhỏ này á. Cho khung nhỏ này á. Xong nhỏ này anh ơi. Trong luật là chỉ 1m, 1m2 các em ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây nó hỏng 1m. Vâng, nhất trí. Anh thông báo cho nó ăn. Các đoàn chúng ta lưu ý trong luật thi đấu kéo co và sân thi đấu của chúng ta rộng chỉ từ 1m đến 1m2, nên là các đoàn chúng ta lưu ý. Chuẩn bị chưa? À, các đồng chí trọng tài ở phía cuối thì chúng ta làm nhiệm vụ chứ không phải là các đồng chí gì đấy chụp ảnh. Các đồng chí dọn dẹp các hậu vào. Hiệp đấu đầu tiên Bắc Quang đã chiến thắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là một cái bất mạnh chọn nữa thôi nhá. Đổi sân nào, đổi sân nào, đổi sân nào, đổi lên không được đâu. Sắp ra đồng chí trọng tài ở phía cuối sân đây, chúng ta có trách nhiệm. Đất được mà không được, đất không được. Cái những người thứ nhất không được quên nó thì đúng. Nhập lấy kèm, cũng như là kèm đoàn của nhà không được. Bóc ra rồi. Này mình đổ người sai hết từ mấy con người. Ai thì 40 nào. Đây mình có bị cao mà. Con này hết rồi. Cái cây này nó bị. Bóng bóng này. Bóng bóng tơi lắm. À bị dính à? Nó dính đúng không? Nó mịn. Sân này nó mịn quá. Nó không bám tí nào luôn. Nó mịn quá, nó phải thế này cơ. À, nguyên nhân thua là vì là bị dính. Thầy. Dáng có ghế thầy. Đoàn thành nó. Quá nặng này thầy. Thầy không dán đi. Đi vào đi. Bên này anh đoán bên này này nhất cho mình xem độ đội hình đồng đều hơn. Xuyên ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Đấy, lên dây thì thế. Dây sang bên kia nhiều quá rồi. Kéo lại đi. Hai đội sẽ bước vào hiệp thi đấu thứ ba. Hiệp hai này đội thành phố đã giật lại được. Ông bầu rất tươi. Các bạn cố lên. Không. Đúng. Không. Không. Ra đấy. Chân bây giờ đứng vào đây. Đứng vào trong này. Ngồi tại chỗ. Xuống bảo rồi. Đi ra ngoài. Ai miệt luôn đây. Lấy nước cho uống ra. Đúng rồi đấy, ra đấy ướt. Chỉ mà được một phần bên này. Thành phố và lấy lại số 2.
Cố lên, bây giờ mình đánh kiểu may rủi chọn sân nào. Cứ tâm lên. Nhiệt tình thế có gì nữa, vận động viên. Chúng ta cùng đến với đội nhà Vạn và đội Đồng Văn. Đội nhà Vạn. Nhà Vạn có giày rất đẹp. Giày rất đẹp. Sao chân mình đẹp thế? Bên này trơn lắm. Xác định rồi. Kéo cho nó đủ. Cú lên. Đi vào. Ôi, thịt dục bùi điếc top hết rồi. Lên đây. Giày đẹp đấy. Giày rất đẹp luôn. Lên nữa. Thi đấu xong Kỷ xin cho Kỷ đôi giày nha. Đẹp quá. Giày đẹp. Giày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Linh ơi, thẳng cái lưng lên. Cái lưng thẳng nào. Thẳng cái lưng thẳng ra ra. Linh ơi, Linh đây này. Linh đây đừng kéo nữa. Chú ý ghê ghê chúng ta. Căng, 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 căng dây. Linh chúng ta đấy. Đừng vội ra. Tắt lên nhìn cả nữa. Để trong tay nhau. Kéo. Tay ra thả lỏng tay đi, thả lỏng tay xong là thả lỏng tay xong là hai ba là kéo, hai ba là kéo. Đây mọi người chú ý là chân đánh không như lên đi, đẩy thế này đi. Chiến mần rất khỏe rồi, chuẩn đấy em ạ, cố lên. Khánh là team luôn, vận động viên sáng giá của Xín Mần. Đổi bên đi ạ. Cố lên nhá. Anh quay cho anh. Nó thế. Phát trực tiếp à? Không, quay đó. Quay đủ hình. Cứ 2-3 kéo, 2-3 kéo. Đấy, đồng chí kéo thì đằng sau lưu quát là đi luôn. Trận tiếp theo là Xín Mần và thành phố Hà Giang đã tập trung ở phía ngoài sân cỏ để cái trọng tài làm cuộc thi đấu kiểm tra thẻ. Tham gia vào thi đấu ngay. Xín Mần và thành phố Hà Giang. Phản bà Bắc Quang, Trần Lữ, chúng ta cho vận động viên ra ngoài. Còn ba các quan ra cho vận động viên xuống đi. Trường ơi, đủ người cho anh Trường ơi, tiến lại bảo Trường nè. Đứng cân vào nhá, mạch. Đứng cân vào, đứng cân vào. Đứng chưa căng, chưa căng, chưa căng.
Căng dây, đổ cho tôi rồi, đổ, thôi. Đồng chí Hưng về khu vực quản thực tế. Chưa. Như vậy là Sĩ Mần đã thắng hai trận liên tục 2-0. Còn ba Bắc Quang vừa dùng đỡ chúng ta vào sân ạ. Trận thi đấu nữ Bắc Quang gặp Quảng Bạ, các cô gái Bắc Quang trong trang phục áo trắng, áo xanh là các vận động viên của Quảng Bạ, núi đôi Quảng Bạ. Trận đấu giữa núi đôi Quảng Bạ và Cam Bắc Quang. Đây là các cô gái từ núi đôi Quảng Bạ. Không. Nhẹ quá. À đây. À đây đây đây. Đấy, huấn luyện viên nhá. Quang Bình và Hoàng Sơn về vào sân nào tập thi đấu ở Lương Dương Nam. Quả này không thắng thì đúng là nhục mặt này. Cố lên. Hoàng Sơn về. Đây đây. Cơ hội chúng ta khẩn trương cho. Đây. Trận thi đấu tiếp theo nội dung nữ là Hoàng Thu Phề gặp Quang Bình. Các đơn vị chúng ta chuẩn bị đưa vận động viên của mình ra khu vực ngoài cho trọng tài kiểm tra thẻ chốt. Nào, dây. Quang Bình thiếu các danh sách cân. Anh đăng ký cân của Quang Bình chưa? Sẽ có nữ. Nữ Quang Bình ra ngoài tập trung đi tập hợp đi. Bên này.
Đội Sơn, Su Phì, Xín Mần, hai huyện miền Tây, phía bên Tây, à Quang Bình, xin lỗi quý vị bạn, Quang Bình và Su Phì sẽ gặp nhau. Đội hình theo quan sát thì đội hình của Quang Bình có vẻ đồng đều hơn và cũng là một trong những cử viên nặng ký. Đây là trọng tài cấp quốc gia điều khiển trận đấu. Đội Simon, à đội Quang Bình thì rất đều. Rất đều luôn. Trong hai chính là Vũ Tuấn Sport. Quang Bình nhả dây, Quang Bình nhả dây. Cá nhân tôi thì sẽ nghiêng về bên hai đội chuẩn bị. Thắng hiệp 1. Thu Phì thắng Quang Bình 2 lửa sân thì đấu ngược thứ 2. Chơn lắm. Đánh ơi, đánh ơi. Đánh ơi, giày chơn quá. Chân tốt thôi. Đây là người đâu, nó đủ chân đấy. Đừng dập, bắt tay em lên, nhấc lên luôn. Đứng đây này đi. Nhấc, 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 đồng đều. Đồng đây các đang cổ vũ cho Su Phì. Không, quay. Trong tay con mình vào, xem thôi. Ôi, cái đấy để rửa mặt mà sao anh lại làm thế? Con đã điên rồi. Đấy. Đấy, quyết lấy huy chương vàng đấy. Ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Su Phì, những chàng trai Su Phì. Vào đây. Vào đây. Trước mà.
Nhìn thương quan có vẻ là các vận động viên tin mừng sẽ đồng đều hơn, nhưng mà cuối cùng thì các ở Quang Bình thì sẽ đồng đều hơn, nhưng mà thực ra thì trong kéo co thì kỹ thuật cũng là một cái rất là quan trọng. Nếu khỏe mà không đúng kỹ thuật thì cũng sẽ chưa chắc đã giành được chiến thắng, chưa chắc đã giành được cái phần có lợi về cho đội mình. Như vậy là ở hiệp thứ hai thì Quang Bình đã đòi lại set. Như vậy là đã hòa 1-1. Ở hiệp thi đấu thứ hai, Quang Bình thắng lại Xuân Tùy. Hai đội sẽ bước vào hiệp thi đấu thứ ba. Không nhanh là mưa rồi. Ông cày vào đầu mới chết. Tên của ông cắm được vào đầu luôn. Đấy. Ông Sufi làm nỏ, làm nỏ. Hả? Làm nỏ. Làm nỏ. Tên nằm tốt lắm anh ạ. Phần tương theo Hoàng Sufi và Quang Bình. Ông bắn nỏ được giải mấy? Ô, hôm nay không có Quang Bình, bắt ba hết rồi. Quang Bình hai đội tập trung. Bắt Quang hôm nay có giải gì không? Ô, có nhiều lắm. Quang Bình vào sân nè. Có nhiều. Đang thi đấu thì trời lại mưa. Các vận động viên cố lên. Rồi, như vậy là các chàng trai của Sufi là đã đang chiếm như thế. Như vậy là Sufi thắng. Đã thắng 2-1. Quang Bình đã các chàng trai cánh chim lửa đã bị gãy cánh trước trời mưa. Đội nữ của Quang Bình và Xuân Thủy chúng ta tiếp tục trở lại sân thi đấu. Đây thì các huấn luyện viên cho đưa vận động viên của mình vào sân khẩn trương. Những chàng trai ruộng bậc thang đã nữ của Xuân Thủy và Quang Bình. Anh nghĩ trọng tài chúng ta kiểm tra thẻ và cho thi đấu luôn do được gần thời tiết. Không được cái gì đâu. Cháu thấy ông hôm qua ông được cái mà ông đánh nỏ mà. Có được cái huy chương nào không? Không được cái gì. Tại sao thế? Yếu lắm. Yếu lắm á, cháu thấy chú làm huấn luyện viên cho cụ bà mà. Không kịp đâu.
Ok. Thôi game thua à, chịu thua à? Ô, tao không, tao không nào. Chịu được. Rất vui vẻ. Chú đi tham dự này vui không chú? Hả? Đi tham dự đại hội thế này có vui không? Vui mà. Vui à, có thích đi như thế suốt không? Có lắm mà. À thế à? Thế cả cả cô cũng đi à? Cả cô cũng đi. Đi đi trông cô luôn à hay là như thế nào? Ở đây trông cô. Sợ chú khác tán à? Không. Sao đấy? Với vẻ không tục. Con hụt mình phải về thôi. À được. Hôm nào kỷ cho cháu một kỷ niệm cháu một cái nỏ được không? Ừ, được mà. Chú là ông có biết làm nỏ không? Đúng hả? À đây à. Hôm qua cháu thấy ông có một cái bọc bọc nỏ ấy, đẹp lắm. À thế à. Một cái đắt nhất là bao nhiêu tiền? 1 triệu. 10 triệu. 1 triệu. À 1 triệu. À 1 triệu một cái nỏ. Hai chạy xuống. À thế à. 1 triệu là bắn được huy chương đấy nhỉ? Cái loại thi đấu rồi rồi cái chính sách đấy là bao nhiêu là 2 triệu xuống. Vâng. Vâng, là đắt nhất là 2 triệu. 2 triệu là bắn được chim đấy nhỉ? Bắn được thoải mái, bắn thi đấu được. À, đây là thi đấu. Là có huy chương vàng đấy. Vâng. Thế hôm nào cho cháu xem nhà chú ở Quang Bình mà nhỉ? À, Xu Phi chứ? Xu Phi. À, vâng. Tống Sán. Xã nào? Tống Sán. À, Tống Sán, rồi. Thế hôm nào cháu vào xem nỏ nhá. Vâng, xong cho cháu một cái hộp tên nữa. Vâng, cháu cảm ơn chú.